Hello everyone, welcome back to learn a new lesson, Looking Back. Các em ơi, chúng ta quay trở lại với Unit 9 City in the Round. Ở tiết lớp Looking Back, chúng mình sẽ học một số từ vựng, một số ngữ pháp và giao tiếp. Rồi, phần Vocabulary, choose the best to opinion. Rồi ở phần Looking Back, mình sẽ chọn trong hai cái quan điểm tốt nhất nhé. The City đây là The City gì nhỉ? Đây là quan điểm thôi. A and B. The weather is cool and sunny. Quiet là không phải nhá. And 3. Friendly and light. B. Tall and beautiful. C. Alright, the next grammar. Put the phrase in bracket into the present perfect. Ở bài tập 2, người ta yêu cầu là điền vào chỗ trống là những cái hiện tại hoàn thành, đúng không nhỉ? Rồi Nhung. Have you eaten? Rồi, have you eaten? Bạn đã từng ăn cái thức ăn ở Finland chưa? Rồi yes I have. Really. Have you been? Have been. Tiếp, I have been there twice. I have been. Nhung, I have been the first in I have been. Mình. No, I haven't, but I have seen. Alright, and finished. And the next three, in pair, the complete fractures about Vietnam, country Vietnam. Ở bài tập số 3, người ta yêu cầu là hãy làm nhóm, hãy điền những cái mà cái thông tin dưới từ thông tin về Việt Nam, country, biggest city. Ví dụ người ta đã làm cho mình biggest city and Hồ Chí Minh city, oldest university, cái trường đại học cổ kính nhất. Chúng mình và cô vừa được giới thiệu. Oldest University. Most popular Vietnamese weather. Ở đây sẽ là Nguyễn Du, cái thức ăn là phổ biến nhất, most popular food.
Rồi, most popular drink, cái thức uống phổ biến nhất. Coffee. Ở đây sẽ là coffee and tea. Tiếp, cái hoạt động phổ biến nhất thì sẽ là TV này, the football này. Okay, alright. And using the information from the faxes, you're a short paragraph and seven or eight sentences about Vietnam. Ở bài tập số 4, người ta yêu cầu là hãy sử dụng thông tin từ cái tờ Answership và viết một cái đoạn ngắn 7 hoặc 8 dòng. Communication, game, or yes, I have. Cái trò chơi ở đây, ở phần communication, đây là một trò chơi game. Ở trong cái phần hãy hỏi làm ở lập nhóm này, hỏi khi mà cái câu hỏi have you ever, cái câu hỏi question have you ever, và bạn có thể sử dụng cái thông tin từ cái cuộc khảo sát lớp ở phần A Closer Look To ở trang 30 để có thể giúp bạn. Sau đó thì hãy yêu cầu những ba hãy sau đó lại yêu cầu ba cái câu hỏi what để lấy được thêm thông tin từ người bạn và đoán anh ấy, nếu cô ấy nói về sự thật hoặc là không. Ví dụ như là have you been on television? Bạn đã từng trên TV chưa? Yes. When next year? Which program were you in? The evening news, chương trình buổi tối. Why were you there? I don't remember. Rồi.